trở về cùng đất tái sinh, con nay trở về về đường chính lý quang minh, có suối nhân sinh tràn mưa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, tiếng cháy ngon hoa ngon có thừa. Là Thiên Chúa dân nhân hầu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào màng con thoái hư. Vì là vui đấng con phải vương tùng yêu đuối, dẫn con trên đường lành tùy chung ơn nghĩa muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay ngày thứ ba tuần thánh, thật hạnh phúc chúng ta đứng dưới nơi chính Đức Mẹ hiện ra để cùng nhau dâng thánh lễ thứ ba tuần thánh này. Hiệp trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn cho chương trình của Cha Cố đang thực hiện cho Giáo hội Việt Nam chúng ta tại nơi chính Đức Mẹ hiện ra đây. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi chúng ta luôn được bình an trong ơn Chúa, nhất là luôn được cảm nghiệm tới tình thương của Chúa trong tuần đặc biệt này, tuần đặc biệt của tình yêu ơn cứu độ. Và chúng ta cũng xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta những ý nguyện mà tất cả những người thân yêu, những người quen biết, những người ngang qua cuộc đời chúng ta muốn gửi gắm nơi chúng ta, những ý nguyện dâng lên cho Mẹ. Xin Mẹ đoái thương chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả những ý nguyện cầu chúng ta có ý dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Và để được đẹp lòng Chúa, giờ phút này chúng ta cùng nhau khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Xin Chúa đoái thương thứ tha để ý nguyện cầu chúng ta dâng lên cùng với của lễ thánh đáng được Chúa đoái thương đón nhận và chúc phúc lành cho chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng Bà Maria trọn đời đồng trinh, Các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho gia đình Chúa đem trót cả lòng tin, sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu khổ hình, hầu đang hưởng ơn thứ tha của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì, nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi. Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây, Đức Chúa lại lên tiếng. Người là đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cốp về cho người, và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Con ẩn nấu bên Ngài, lạy Chúa. Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ, vì Ngài công chính. Xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật. Xin Ngài nên như núi đã cho con chú ân, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. Lạy Chúa, xin con sẽ được cứu độ Ngài. Vì lạy Chúa, chính Ngài là đấng con trông đợi. Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, các con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể, từ độ thanh xuân. Lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ, tới giờ này con vẫn truyền giao vì nghiệp của Ngài. Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời thánh phụ, Ngài đã chịu dần đi đóng đinh vào thập giá,
như con chiên hiền lành bi dân đi làm thịt. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người lại nói với y như vậy. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền ra đi. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, Thầy nói cùng anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh ý biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta đã bước vào tuần thánh. Từ thứ hai, Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đệ tại nhà Bethania với Martha, với Maria và Nazaro, là người đã được Chúa cho sống lại. Ngày hôm nay Chúa cũng ăn với các môn đệ, và trong bữa ăn Ngài đã loan báo sự phản bội của Giuđa và Phêrô, và người chứng viết cho chúng ta chính là môn đệ Chúa yêu đang tựa lưng ngực vào lòng Chúa. Bữa ăn hôm nay sẽ dẫn chúng ta tới bữa ăn ngày mai, cũng như bữa ăn, bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh, ngày mà Chúa thiết lập bí tích thánh thể, ngày mà Chúa thiết lập chức linh mục để cho nhân loại chúng ta tiếp tục công việc, công trình cứu độ của Chúa. Và sẽ dẫn chúng ta tới bữa tiệc ly, từ bữa tiệc ly tới bữa tiệc hiến tế ở trên bàn thờ thập giá ngày thứ sáu, để Thiên Chúa hiến thân mình cho chúng ta. Vậy ngày hôm nay chúng ta tập trung vào bữa ăn của chúng ta. Bữa ăn là nơi mà chúng ta diễn tả niềm tình bằng hữu, niềm hy vọng, niềm vui của gia đình chúng ta. Mỗi bữa ăn của chúng ta là nơi mà chúng ta gặp gỡ, chia sẻ. Và chúng ta đã thấy ở trong xã hội ngày hôm nay, mỗi khi làm ăn với nhau, người ta mời nhau đến ăn một bữa tiệc ở nơi nào đó. Và chính bữa ăn ở đó
sẽ ký kết giao ước hoặc là một cái hợp đồng làm ăn với nhau. Thưa quý cha và anh chị em, Chúa đang mời chúng ta ăn bữa tiệc với Ngài ngày hôm nay, và chính chúng ta là những môn đệ đang quây quần chung quanh bàn thánh của Chúa. Và Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta. Chúa bảo, một trong các con sẽ phản Thầy. Câu này sẽ nói với tôi, nói với các cha và nói với tất cả anh chị em, và chúng ta thấy chung quanh đây các bạn trẻ của chúng ta đều được Chúa gọi và Chúa hỏi, một trong các con sẽ phản Thầy. Và chúng ta thấy Giuđa, một những người đang chuẩn bị để nộp Chúa, cũng lên tiếng hỏi có Thầy, thưa Thầy có phải con không? Thưa Thầy có phải con không? Khi mà câu của nói của Giuđa cũng như của các môn đệ cũng là câu hỏi của chúng ta đối với Chúa. Thưa Thầy có phải con không? Nhìn lại cuộc đời của con, nhìn lại cuộc đời của các anh, các chị, của các ông, các bà trong đời sống gia đình, trong đời sống linh mục, các sơ trong đời sống tu sĩ, chúng ta hỏi Chúa Giêsu Kitô và Chúa Giêsu đặt chúng ta, thưa Thầy có phải con không? Chúa bảo một trong các môn đệ đang ngồi trước mặt chúng ta đây phản Thầy và đi theo Thầy, nghe tiếng Thầy, được Thầy huấn luyện, nhưng mà giờ đây bán Thầy với 30 đồng bạc, bán Thầy với tất cả một sự ác tâm, bán Thầy với tất cả một cái sự từ chối một đấng mà đã theo 2-3 năm trường và được huấn luyện. Có lẽ chúng ta cũng được huấn luyện với Chúa từ bao nhiêu năm trường nay. Có người có thể là ngay từ bé chúng ta đã là đạo gốc. Chúng ta được huấn luyện trong chủng viện bao nhiêu năm trường. Chúng ta được huấn luyện trong nhà tu bao nhiêu năm. Nhưng mà thử nhìn lại coi xem cuộc sống của chúng ta thế nào đối với Chúa. Bữa tiệc ly, Chúa gọi chúng ta và Chúa hỏi chúng ta, một trong các con sẽ phản Thầy. Bữa ăn này là bữa ăn mà Chúa yêu chúng ta và Chúa trối thân mình cho chúng ta. Bữa ăn này là bữa ăn để cho Chúa bộc lộ tất cả tình yêu của Ngài cho nhân loại chúng ta. Và bữa ăn này để soi chiếu cho tất cả chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Thành thử ra mỗi lần bữa ăn của gia đình của chúng ta là bữa ăn để chúng ta gặp gỡ. Chúng ta hãy sử dụng bữa ăn đó để chúng ta gặp gỡ gia đình chúng ta, để chúng ta làm hòa với nhau, để chúng ta xây dựng với nhau. Cảm ơn vì người vợ của chúng ta cho chúng ta bữa ăn. Cảm ơn vì các sơ dọn cho chúng ta bữa ăn ngon. Cảm ơn các anh các chị giúp đỡ cho chúng ta. Và mỗi bữa ăn như vậy là một lần để chúng ta cảm ơn đội ơn Chúa. Người Công giáo của chúng ta có một cái tục lệ rất là hay, là chúng ta biết cảm ơn Chúa cúi đầu trước bữa ăn của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Dù mà một hơi thở, dù mà một bữa ăn, dù mà một miếng ăn nhỏ Chúa ban tặng cho chúng ta cúi đầu và cảm ơn Thiên Chúa. Đừng có sợ làm dấu thánh giá, đừng có sợ dạy con cái của chúng ta làm dấu thánh giá, đừng có sợ cúi đầu cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đang ban cho chúng ta của ăn phần xác. Và bữa ăn để chúng ta của ăn phần xác, và bữa ăn để xây dựng gia đình chúng ta. Bên Mỹ khi mà làm ăn nhiều quá, nhiều khi cả tuần lễ không còn một bữa ăn gia đình nào nữa. Và chúng ta cảm thấy cái điều đó là điều sai với điều mà Chúa đang làm. Chúa muốn dùng bữa ăn để xây dựng cho các môn đệ. Chúa muốn dùng bữa ăn để xây tình cha con, xây tình thầy trò với nhau. Chính chúng ta cũng vậy, chúng ta dùng bữa ăn của gia đình chúng ta để chúng ta nối kết với nhau, cảm ơn Chúa và xây dựng gia đình với nhau ở trong con cái, cha mẹ và bạn hữu. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình chúng ta để chúng ta ý thức được cái bữa ăn của tinh thần cũng như vật chất của chúng ta để chúng ta nối kết với nhau. Bữa ăn đó sẽ dẫn chúng ta tới bữa ăn tiệc ly hôm nay. Và chớ gì, trong bữa ăn chúng ta xây dựng tình yêu thương, trong bữa ăn chúng ta xin lỗi nhau, trong bữa ăn chúng ta cảm ơn nhau, và trong bữa ăn chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đang chúc lành và ban ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Vậy trở lại câu hỏi, thưa Thầy có phải con không? Chúng ta hãy xét mình ở trong tuần thánh này, càng gần đến lễ tiệc ly, càng gần đến lễ hiến tế của Chúa Giêsu Kitô,
câu hỏi đó càng gắt gao hơn, bởi vì cuộc đời của chúng ta là môn đệ của Chúa. Và mỗi một bước đi, mỗi một ngày sống, mỗi một thánh lễ, mỗi một bữa ăn gia đình, cũng như mỗi một bữa ăn ở tiệc ly này, ở nhà thờ, là mỗi lần để câu hỏi của Chúa được thể hiện. Thưa Thầy, có phải con không? Xin Chúa cho chúng con xét mình lại. Và xin Chúa chúng con dùng bí tích hòa giải trong những ngày này, nhất là trong những tuần thánh này, để chúng con hòa giải với Chúa và biết ăn năn như Phêrô. Chúng ta thấy ở trong sách Phúc Âm nói rất là hay. Khi Giuđa ăn xong, Chúa chấm bánh cho, thì trời tối. Chúng ta nhìn ở trước mặt chúng ta sẽ thấy là ánh sáng chan hòa của ngày hôm nay Đức Mẹ Fatima ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta để ý là tất cả ở đây, khu vực ở đây, chúng ta sẽ thấy họ chơi hai cái màu rất là hay, mà màu đen và màu sáng. Màu sáng để tượng trưng cho ánh sáng của Đức Mẹ. Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra nơi đây, Đức Mẹ mặc áo mặt trời, mặc áo choàng sáng trưng, bởi vì Mẹ là Mẹ của Đức Kitô. Mà trong bài đọc một chúng ta biết là Chúa Giêsu được đặt làm ánh sáng muôn dân, đem ơn cứu độ đến cho mọi người và đem tình yêu thương của Chúa rải rác hết cả mọi miền ở trên trái đất. Giống như mặt trời hôm nay đem sự sống, đem ánh sáng cho chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng trần gian đang chiếu rọi vào trong lòng chúng ta. Và bóng tối sẽ bị tan đi nếu chúng ta để cho ánh sáng của Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Bởi vậy, chúng ta hãy xin Chúa là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu rọi lòng chúng con. Bởi vì khi chúng con chịu phép rửa tội, mỗi người chúng con trở nên ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Cho chúng con biết đón nhận ánh sáng đó, bởi vì chính ánh sáng đó sẽ làm cho chúng con hỏi, cho chúng con biết là chúng con đã phản Chúa thế nào, chúng con đã sống với Chúa thế nào, chúng con đã để cuộc sống của chúng con như thế nào. Và Đức Maria sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Tại vì Đức Mẹ ở nơi đây nhắc cho các em năm 1917 là chúng con hãy ăn năn, cải thiện đời sống, hãy trở về với Chúa. Và chúng ta biết Mẹ Maria theo Chúa Giêsu sát. Và Mẹ Maria đang sống những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ biết con của Ngài là đấng cứu thế. Mẹ biết con của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta. Và Mẹ nhắc lại sứ điệp của chính Chúa Giêsu dạy. Hãy cải thiện đời sống, hãy ăn năn, bởi vì nước trời đã gần đến. Đức Mẹ nhắc cho các em và nhắc cho chúng ta hôm nay là Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng trần gian. Chúa Giêsu hỏi chúng ta có sống là những người môn đệ trung tín của Chúa không? Chúa Giêsu hỏi chúng ta khi chúng ta cầm nến đón Đức Mẹ ở đây mỗi buổi chiều khi mà chúng ta đền hạt. Chúa đều nói với chúng ta, các con là ánh sáng thế gian, các con mang ánh sáng này vào trong gia đình chúng con, các con mang ánh sáng này vào trong cuộc sống của chúng con. Chúng con đã sống và có phản bội Thầy không? Một trong các con sẽ phản bội Thầy. Nếu chúng ta dựa vào sức mình, Phêrô nói, con sẽ không phản bội Thầy đâu. Chúng ta sẽ thấy Chúa nói, nào hôm nay trước khi gà gáy, thì con đã hai lần, thì con đã chối Thầy ba lần. Và nếu chúng ta xuống dưới hầm nhà thờ dưới kia, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của Thánh Phêrô được vẽ rõ lắm ở dưới cái hầm nhà thờ dưới đó. Chúng ta thấy ba con gà là ba lần Phêrô chối Chúa. Phêrô chối Chúa nhưng đã khóc. Giuđa chối Chúa và bán Chúa, đã đi thắt cổ. Chúa mời gọi anh chị em, mời gọi các linh mục, mời gọi các tu sĩ, mời gọi tất cả chúng ta hãy bắt chước Phêrô nhìn nhận tội lỗi của mình. Chúng ta cứng lòng, chúng ta đã phạm tội, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta. Và mỗi bữa tiệc ly là mỗi lần chúng ta sẽ thấy Chúa hỏi chúng ta điều đó. Khi chúng ta cúi đầu xuống thú nhận với Chúa, lạy Chúa, con phạm tội tới trời, tới đất, tới cha, và chúng con không xứng đáng làm con cha nữa, xin cho chúng con trở về với cha. Trở về những thực hành ở trong tuần thánh, Chúa mời gọi chúng ta, thưa quý cha và anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta hãy thức với Chúa một giờ,
Vậy chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta dành ít ra một cái giây phút nào đó từ nay cho đến Tam Nhật Thánh, một giây phút nào đó, nửa giờ, một giờ, chúng ta ngồi bên Chúa Thánh Thể, nhìn lại cuộc đời của chúng ta dưới ánh sáng của lòng yêu thương của Chúa. Chúa yêu chúng ta, Chúa mời chúng ta, Chúa chọn chúng ta từ khi chúng ta mới sinh lọt lòng trong lòng mẹ, và Chúa gọi chúng ta là những người con của Chúa. Hãy để cho một giờ đó, để cho chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta với Chúa. Hãy đến với bí tích hòa giải, hãy chuẩn bị lòng anh chị em để chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và khi chúng ta cúi đầu nhận lỗi thì chúng ta cũng như Phêrô khóc cuộc đời của mình và nhất quyết trở về với Chúa. Hãy đến với Chúa Thánh Thể và đừng bao giờ để cho bữa ăn tiệc ly này trở thành vô ích cho chúng ta. Chúa mời chúng ta đến mỗi tuần lễ, thưa anh chị em, các cha và các sơ, chúng ta hãy đến với Chúa để chúng ta thờ lạy Chúa. Chúng ta đến với Chúa để chúng ta dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa cùng với Đức Maria đứng dưới chân Thánh Giá để chúng ta dâng hiến cuộc đời. Đây là bữa tiệc ly, đây là bữa ơn cứu độ, và đây là bữa để cho chúng ta cùng với chính Chúa Giêsu Kitô dâng mình hiến tế cho Chúa Cha và để cứu độ trần gian. Và như vậy, chúng ta đang bước vào tuần thánh. Nguyện Chúa Giêsu là đấng chịu nạn, chịu chết vì chúng con, cho chúng con mở lòng chúng con để chúng con đón nhận hồng ân cứu chuộc của Chúa, là đấng đã chịu nạn, chịu chết và sống lại vì chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con là gia đình của Chúa dâng lên lễ vật này, xin Chúa đoái nhìn và vui nhận. Giờ đây chúng con được tham dự vào bí tích thánh, xin cho chúng con mai ngày cũng được tận hưởng những phúc lộc do bí tích này đem lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết những ngày khổ nạn sinh ơn cứu độ và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô đã đến gần. Nhờ đó sự kiêu ngạo của kẻ thù xưa bị đánh bại và mầu nhiệm cứu chuộc chúng con lại được cử hành. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, điều xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời.
cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa, xin cho con được đi với Ngài, xin cho con cùng vắng với Ngài, thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chiến với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, vui đồng nào đơn thấu con tim, linh nhỏ nào còn vắng máu đào, xin nhung nào còn hương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngồng ngã đau thương, bao roi đỏ mặn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con vào quê trời hương phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây tôi sẽ làm phép ảnh tượng và tất cả những tràng hạt mà chúng ta tôn kính trong cuộc sống đạo của chúng ta. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vos transformando a imagem de vosso Filho, ele que é vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Mẹ nghĩ non bao lần, tôi đang chẳng hiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái đơn vô ngần. Con dâng mình đến thay tôi lỗi muôn dân. Hãy lòng con.
thương bao la, tình giải ơn vô ngần, con dâng mình đến thầy tội lỗi muôn dân. Chúng con trong cõi thánh đường mẹ Chúa trời, xin Chúa chịu.